phía trên lên là cái dải những cái đồ chưa cắt nè, căng bằng lông, ruột, phèo, nạm gân, lũ bò, đuôi bò. Tầm 7 giờ ở quận 7 cả nhà. Đây là khu vực cầu Him Lam. Đây. Ở đây có cái khu mà Him Lam, khu Him Lam này có cái chiếc xe bán nước rất là đặc biệt. Bữa nào có dịp em ghé đi uống nước thì em sẽ vào đây uống nước rồi giới thiệu cả nhà với xe nước này. Nhìn nó kiểu như phong cách của Thái Lan hay Hàn Quốc mà bên nước ngoài á, mấy cái con đường bùi á, phố bùi á. Em đang di chuyển trên cái đoạn đường cầu Him Lam. Đây là khu vực quận 7. Đang di chuyển về quận 8. Thì hôm nay em có chia sẻ với cả nhà về một cái quán lẩu bò tương đối là ngon và rẻ nữa, thích hợp cho những cái buổi ăn nhậu anh em ở mặt. Thì giờ cả nhà hãy theo chân em nha. Nếu cả nhà mình mà bên hướng bên quận 7 á thì mình sẽ đi về cái hướng Dương Bá Trạc, chạy qua cầu Kênh Sáng nha cả nhà. Vừa qua cầu Kênh Sáng á, thì có một cái ngã quay đầu, thì mình quay đầu lại mình đi cặp cái cái đường đó, đường kênh qua Âu Dương Lân, thì quán lẩu bò nằm trong cái khu vực đó. Còn một hướng ngược lại là cả nhà di chuyển từ các quận như quận 5, quận nhất qua thì mình đi cầu Chữ Y, mình đổ xuống đi cuối đường Âu Dương Lân là sẽ tới cái quán lẩu bò đó. Cái quán lẩu bò nằm gần cái khu chấn thương chỉnh hình hồi phục chức năng quận 8. Cả nhà cái buổi chiều tối ở đây xe nó tương đối là đông, giờ này giờ mọi người đi làm về nè cả nhà. Đây xe hơi đông tí, thì cả nhà qua hết cái cầu Kênh Sáng thì có một cái đoạn quay đầu thôi. Đây cả nhà hết cầu Kênh Sáng này mình sẽ quay đầu lại nè. Còn cả nhà đi hướng cầu Nguyễn Cừ về thì cứ đi Dương Bá Trạc về, xong rồi tới đoạn gần cầu Kênh Sáng này là mình sẽ quẹo vào khu vực này. Có quán karaoke Icon nè, tương đối là đông luôn. Chiều đây bán đồ nướng, gà nướng, bán cơm sườn, mì, lẩu bò các kiểu. Không phải cái lẩu bò này nha. Đây, mình đi cái xe cái đường cặp bờ sông Kênh Sáng nè. Để cái lối này để mình tắt ra đường Âu Dương Lân á. Thì cái địa chỉ của cái quán nằm gần khu vực đó. Đây. Cả nhà hãy theo chân em nha. Ở đây có cái ngôi chùa Từ Miếu nè. Ngôi chùa tập thể dục nè cả nhà. Rồi. Thì đây cái quán lẩu bò em muốn giới thiệu cả nhà nằm ngay góc ngã ba, ngay góc cua này, ngã ba đường Âu Dương Lân, chỗ bệnh viện trung tâm hồi phục chức năng. Đây lẩu bò tên là lẩu bò Cô Lan. Đây cả nhà thấy rõ không? Rồi cả nhà hãy theo chân em vào cái quán lẩu bò nha. Nó nằm ở cái số nhà là 109 Âu Dương Lân cả nhà. Cái này là phường đoạn gần bờ sông chứ mấy 109 cái đoạn trên kia. Xe buổi chiều hơi đông. Đây là cái khu vực bệnh viện chấn thương chỉnh hình mới nè. Đây. Đây buổi chiều. Quán này chủ yếu là gia đình với ăn mặc bạn bè. Đừng nói đâu. Đây. Đầu xe mình chạy cuối đường. Dạ.
cái đoạn cuối đường này nó ra bờ sông Kinh Sáng nè cả nhà, phía bên kia là phía bên Tôn Trung Sơn nè. Rồi mình đi vào ăn lẩu bò thôi, phía sau lưng nó chỗ gửi xe nè. Nha, buổi chiều đây xe cộ đậu rất là đông. Bán lẩu bò của cô nằm ở địa chỉ là 109 Nguyễn Lân. Buổi tối nó hơi tối tí. Lẩu bò của cô tương đối là ngon, cả nhà có đủ thứ loại luôn nè. Đây bò viên nè, nạm bò nè, đuôi bò nè, đặc biệt có khoai mì nè. Ở dưới đây phần nạm bò đây có cả móng bò nữa nha. Bên đây là đậu hũ, bên kia là khoai tây, khoai môn nha. Đây phía trên đây là cái giải những cái đồ chưa cắt nè, căng bằng lông, ruột phèo, nạm gân, lũ bò, đuôi bò. Không gian quán ngày hôm nay cả nhà cũng tương đối là đông. Cái lẩu bò em kêu ra rồi, bạn em kêu là hồ sơ cả nhà. Đây cô bán từ mấy giờ mấy giờ cô? Cô bán từ 12 giờ là cô có dọn ra rồi. Dạ. Cô bán tới 10 giờ đêm. 10 giờ đêm đó cô, dạ. Rồi. Đây. Ở đây giá lẩu bò nhiêu phần cô? Giá nhỏ nhất là 200. Dạ, nhỏ nhất 200 rồi 250 300 đúng không? Đúng rồi. Tùy khách đúng không? Tùy khách, ăn khách ăn nhiều. Dạ. Đây. Phía trên này nó có một cái giải nạm nè, dạ. Rất là nhiều luôn. Ở đây cô sẽ chọn cái thức phần đồ ăn ở phía trên rồi cô sẽ cân ký. Đó. Cô cắt này. Rồi. Phần này 500 gram nha, đó. 600 gram đấy. Phần này bao nhiêu cô? Phần này bao nhiêu tiền cô? Dạ, phần 250 nha cả nhà. Rất là nhiều đồ ăn luôn. Sau đó là cô sẽ để rau xà té vô, để rau bên đây rồi rút nồi nước lẩu này cả nhà. Cái nồi nước lẩu của cô đây hơi phiền, cô không vào được đó. Cô muốn nước lẩu. Đây cả nhà, ở đây có một chiến trao nè, nó em đi ba người. Cái lẩu này là 250 giống như cân ký hồi nãy đó, thập cẩm 700 gram cộng với nạm. Dạ, cho con bia Tiger đi. Cho chai hay dạ. Chai đi. Chai đi ha. Dạ. Ớt sắc sa tế luôn. Ở đây có rau nữa cả nhà, rau cũng ngon. Rau. Đậu hũ kỳ. Và một dĩa mì. Dĩa mì 4 giấc. Rồi cái lẩu bò của bọn em. Cái khu vực này cả nhà ngồi ăn thì cả nhà có thể nhìn thẳng được cái đường Âu Dương Lân này. Đây, Âu Dương Lân. Đoạn này đoạn cuối. Còn phía bên trái mình là đây là cái bệnh viện hồi phục chức năng quận 8. Đây, có ớt và sa tế nữa coi. Quán này cô Lan cả nhà, địa chỉ là 109 Âu Dương Lân. Rồi. Dạ dạ cô. Cả nhà quan sát cái lẩu nha, đang chuẩn bị nó sôi lên nè, rất là nhiều luôn. 250 nha. Ồ nó nhiều nè. Lẩu này ba người ăn mới hết, ba hoặc bốn người. Bữa trước em ăn một lần rồi thì hai người ăn rất là căng bụng luôn.
Chào là nó yếu. Bỏ chào đây chi vậy? Để chết đi chiêu nữa nè. Bỏ chào vô lẩu bò luôn cả nhà. Bạn em ở đậu bếp á. Có chấm được không? Có chấm luôn. Cả nhà thấy không? Có nhiều anh chị mua đồ, mua lẩu bò về nhậu nè. Quán thì khung cảnh tương đối là đông. Cô bán từ 12 giờ đến trưa đến 10 giờ tối luôn. Người cái lẩu kìa, cả nhà thấy không? 250 đó. Nó nhiều lắm luôn á. Có bịch cao nè đó. Rồi. Như vậy là về nhậu thôi. Cái lẩu hơi soi này cả nhà. Soi lắm luôn. Rồi. Gấp lại cho cả nhà cái nè. Đây là cái phèo nè, phèo bò nè. Bò miếng nè. Này đậu non nè. Ôi. Cái này là cái móng bò nè cả nhà. Móng bò. Đây là xương bò nạm. Củ cải nè. Khoai mì nữa, có khoai mì nữa. Khoai mì. Ở đây là miếng nạm nè. Bò viên. Ui. Gì nữa ta? Lưỡi bò. Đây là cái lưỡi bò. Lưỡi bò nữa nha. Còn gì nữa? Nãy giờ tổng cộng sơ sơ là cũng nhiều lắm rồi á. Gân bò, nãy có một cái miếng gân bò nữa mà đó. Gân bò. Và cuối cùng là bao tử bò. Đây giữ gà mình bỏ gà vô. Mình nhìn cái dĩa đậu bò này ăn thôi em không dám chan nước luôn á. Tại nhiều quá. Em cũng mời cả nhà ăn với em luôn nha. Đây là ăn cái lưỡi bò nè. Rồi. Thì quán ở đây đồ tương đối là tươi nè, cũng ngon. Bò viên thì chất lượng. Rồi cả nhà, cái lẩu này của em ba người ăn, hai người ăn không hết, còn rất là nhiều luôn đó nha. Quá cho nhiều luôn. Còn rất là nhiều. Hai đứa em gán ngồi ăn, gán ngồi bào một tí thôi. Có thể là không hết. Phía sau mình là khung cảnh của quán nè, tương đối là đông luôn cả nhà. Thôi em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video này. Chân thành cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Đây là cái đoạn đường Âu Dương Lân buổi tối cả nhà.